Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục ra một cánh đồng mới các bạn. Hiện nay cánh đồng rất là đẹp này. Ở ngoài có cả cây hoa mua và đồng đồng này ở đây người ta cũng không có làm gì. Thì hôm nay mình ra đây mình mua được một số các bạn đây không? Đây là củ cà rốt. Đấy. Đây là dưa dưa leo các bạn. Còn đây là củ cải. Thì các bạn biết mình làm gì không? Hôm nay mình sẽ đây, mình mua được một miếng thịt heo đấy. Thì hôm nay mình sẽ nướng nhé các bạn. Mình sẽ thực hiện một món nướng là nướng thịt heo vào trong những cái quả quả dưa leo, trong củ cải và trong cà rốt nhé. Hôm nay là mình sẽ khoét lỗ cái củ cà rốt này, dưa leo này, củ cải, và mình sẽ cắt thịt này này. Mình sẽ nhồi vào trong và mình sẽ nướng nhá. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một số hòn đá để mình làm bếp các bạn. Đấy, viên gạch rất là to. Bạn thấy không? Cái này mình sẽ làm bếp rất là ok đấy. Các bạn ơi, nãy giờ thì mình đã làm cái bếp và bây giờ lửa nó đốt được bếp rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là cắt củ cà rốt này ra bạn. Rồi sau khi cắt thì mình sẽ tiến hành là quét lỗ nhé các bạn. Mình quét cái lỗ này, mình nghĩ là nó cũng hơi khó đấy. Ok rồi các bạn ơi. Này, sau một thời gian nãy giờ mình khoét thì mình đã khoét được lỗ vào trong này. Đấy, mình đã khoét được lỗ các bạn thấy không? Đây, mình đã rỗng lỗ hết rồi. Đó, bạn thấy không? Này, đấy. Là quả dưa, đấy. Thì bây giờ mình sẽ nướng 4 cái này thôi. Chứ mình nướng nhiều thì ăn cũng không hết. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thịt ra. Chúng ta cắt thịt ra và là các bạn, mình đã cắt thịt xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành ướp. Này là tỏi các bạn. Các bạn ơi, nãy giờ thì mình đã làm bằng một ít tỏi, gừng và ớt nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây chúng ta ướp các bạn nhé. Có mang theo một chút muối, cho một chút muối vào thôi, một chút thôi. Một chút mì mì chính vào các bạn, bột ngọt đấy. Và một ít tiêu. Mắm các bạn, nãy đi mình không có mua nước mắm, quên ít mà đủ dùng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ trộn nó lại. Ok rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ thịt vào đây nhé, nhồi thịt vào trong này nhé. Đây, chúng ta sẽ nhồi vào. Đấy, đấy. Quả này này mình gọt nó không có sâu nên nó không có được nhiều các bạn. Đấy. Đấy.
Ok rồi các bạn ơi, nãy giờ thì mình đã nhồi xong này, bây giờ mình sẽ bắc lên bếp rồi. Bây giờ sẽ chờ chín thôi các bạn. Ôi, cái này là để than thôi chứ không có nên nhét lửa. Mình sẽ quay qua một chút về cánh đồng ở đây cho các bạn xem nhé. Ở ngoài kia có một hàng cau này. Ok rồi các bạn ơi, sau hơn 30 phút thì mình nướng, thì bây giờ nó đã cái quả cà rốt này, củ cà rốt với quả dưa leo bây giờ nó đã teo hết rồi, rút hết nước rồi, bây giờ nó chín rồi. Mình nghĩ thì bây giờ nó quá chín luôn rồi chứ không phải là chín nữa, nó có rơi ra một miếng thịt đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức và nêu cảm nhận cho mọi người xem nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này và nêu cái cảm nhận cái vị của nó như thế nào cho các bạn xem các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi mình nướng cháy thì cái vỏ đen mình đã lột đi, các bạn thấy không? Đây, đó, ở trong thịt rất là ngon này. Mình sẽ cắn một miếng và xem nó như thế nào nhé. Mời các bạn nhé. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Củ cải có vị hơi đắng đắng một chút. Đắng nhưng mà đắng ngọt chứ không phải là đắng gắt các bạn. Với lại mùi thịt thơm của gừng với tỏi nữa. Rất là ngon. Mềm nữa các bạn. Wow. Lần đầu tiên mình ăn cái món như thế này. Đây các bạn ơi, nãy giờ mình đã bóc cái vỏ đen ở ngoài rồi, ở ngoài nó cháy ấy các bạn. Thì mình đã bóc ở trong, nó chỉ cháy ở ngoài thôi, nhưng mà cái vỏ này nó sẽ bong ra, mình sẽ bóc ra. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món cà rốt nha, cà rốt nướng thịt nó như nào nha. Nãy là củ cải, còn bây giờ cà rốt, mình sẽ thưởng thức và nêu cảm nhận như nào nhé. Wow. Rất là ngon các bạn ơi. Ngọt lắm, cà rốt rất là ngọt. Cái vị ngọt cà rốt nữa. Ở trong thì mình bỏ, lúc nãy mình bỏ ớt hơi cay một chút và thơm mùi gừng, tỏi, nói chung là đầy đủ gia vị đấy. Ngon lắm các bạn. Lần đầu tiên mình thưởng thức những cái món này. Các bạn thấy đằng sau có cái khóm khóm cây như kiểu quả đồi kìa, còn xung quanh là nước các bạn. Ở đây có con vắt khô các bạn, nãy mình bị nó cắn mà mình không không thấy nó, để mình quay cho các bạn xem. Các bạn thấy không, nó cắn mình này, đỏ đấy, nó vừa cầm máu đấy. Mời các bạn nhá. Một miếng nước các bạn, mấy bạn uống nước. Cay quá các bạn, mình ít ăn cay mà mình bỏ ớt vào cay rất là ngon luôn.
Wow, rất là ngon. Thịt rất là mềm các bạn, mà ngọt nữa, cà rốt nó ngọt lắm. Đây là dưa chuột này các bạn, dưa leo đấy, mình gọi là dưa chuột, dưa leo đấy. À, nó cháy như này này, để mình bóc cái vỏ, lớp vỏ ngoài ngoài này ra các bạn nhé. Đây, ở trong vẫn bóc được bình thường này các bạn, thấy không? Đấy, mình sẽ bóc cái lớp vỏ này ra đi. Đây các bạn ơi, đây là dưa leo, thì mình đã bóc ở ngoài rồi, bây giờ trong nó vẫn trắng bình thường nhá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này dưa leo như thế nào nhé. Mời các bạn nhé. Rất là ngon các bạn, thơm mùi dưa leo luôn. Cái mùi dưa leo nó không mất nha. Thơm nữa. Rất là thơm, nó ngon hơn cái củ cải nhiều. Nên mời các bạn nhé. Rất là ngon các bạn. Và thì hôm nay mình đã làm thành công cái món là thịt heo nướng nướng ở trong bỏ vào trong nhồi vào trong củ cà rốt đấy, củ cải và trái dưa leo, thì mình đã làm rất là thành công rồi. Với mình thì mình cảm thấy mình thành công rồi, thì rất là ngon các bạn. Đấy thì lần đầu tiên mình làm đấy và rất là ngon. Thì đấy là cũng những gì mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì các bạn yêu thích video của mình thì hãy cho mình một đăng ký và một like nhé, để mình tiếp tục làm, có cái động lực cho các bạn để làm tiếp những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì cũng trời cũng đã muộn rồi, bây giờ thì gần 6 giờ rồi các bạn. Thì bây giờ mình xin dừng video, xin phép các bạn là dừng video tại đây nhá. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo. Bye bye, xin chào.